Dạ Vũ, xin chào bà con cô bác trên YouTube. Hôm nay đưa lên mấy cái càng kim 125 tháo xe nha. Càng kim 125 tháo xe ra thì nổ tiếng bao êm, bao lớn, bao trong, bao ngọt luôn. Thì anh em có xài là anh em sẽ bị ghiền cái tiếng nổ của càng thái kim 125 này đó. Đóng Kinko hả? Thái Lan 12V. Cái nào cũng riêng chón cho nghe ha bà con ha. Thì đưa lên xe này thì bóp cho bà con coi. Đưa lên chiếc quay bóp cho bà con coi ha. Quay càng nghe nó quay, giờ mới quay đi đây nghe nha. Đấy, càng nghe. 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 Nào. Nè. Nó nằm trong đó. À, cho bà con nghe cái tiếng này ha. Là trời giật mình ấy ghê hả? Dạ. Vậy mà thấy ghê hả? Điện banh cái điện thoại luôn hay gì mà dữ vậy? Mà nổ tiếng thấy ghê trời. Lớn trong ngọt ha. Đó, 400 ngàn một cây. Nghe là giật mình. Mò mò cho nó nghe giật mình ha. Nó càng ghim. Càng ghim, cửa ghim 125 tháo xe ra 400 ngàn một cây nha bà con ha. Nó nổ cái tiếng nghe là chế giới ha. Đó, xe là máy không có nổ, nổ máy mà chỉ là bật cái bình lên thôi mà nó nổ tiếng lớn vậy đó. Rồi hôm nay thì càng được một số rồi có IC có dây điện Một bộ một bao dây điện của game 125 vô full 2, full neo, full ít, sân cơ. Dây điện với AC với bên sườn luôn. Dây điện AC bên sườn đẹp là nguyên trọn bộ đó. Còn cục bên sườn đó. Này cục sạc ha. Cục sạc. Dây điện đẹp. Dây điện đẹp nè, mũ nhựa rồi mới chóc ha. Up top rồi kích đời luôn. Đó. Còn mấy chốc bây giờ em có một bộ này và một cục pin sườn cọp ha. Nó nói chung luôn. Một cái cục dách sạc cọp của nó luôn nè, trong gieo vậy nè ha. Và một cục pin sườn cọp nó là một bộ của nó như vậy là 2 triệu. Dây điện, cục kích đài, ốp tóp, cục sạc, một cục pin sườn cọp và một cục AC cọp là 2 triệu nha bà con ha, vô full 2, full neo, full ít sân cơ. Giờ nãy giờ tiếp theo bà con lộn xộn sao bằng. Thì đây là phục quy sành, em còn mấy cây à. Anh em chở đồ quá trời em mà. Phục quy sành đó. Phục quy sành 2019 nha. Nhưng mà hàng ghim trên xe cất xuống đó thì nó chưa có sử dụng, chưa cái nó để lâu nó bị oxy quá nè không. Cái lúc mà 2019 người ta lên phục kiểu phục độ người ta tháo ra. Thì bây giờ em bán cái này cho anh em giờ chở đồ. Cái ti của nó là ti 10 ly, nó rất là cứng. Cái này là trong ghim trong xe gãi ra nó rất là tốt nha. Cái dàn hơi của nó rất là tốt, còn rất là đẹp ha. Đôi khi mấy cái này nó bị muối hay hơi, có cây muối cây không, nhưng mà bán cho anh em chở đồ nè. Cái này đẹp nữa nè, nè nè, cái đầu có bị muối nè ha. Hồi xưa quá là lâu, 2019 tới giờ nó đợi không chạy á. Bình thường mấy cây này giá rẻ thôi. Phục quy sành anh em giờ chở đồ, thí dụ anh em chở gạo, chở cám, chở cá gì không cần biết, anh em lấy cái cối của xe mình á, cái cối của mình đưa vô đây nè nha, lấy cái cối của xe mình á, tháo cối này ra, ép cái này, lấy cái cạo cạo này ra, dặn cái cối mình vô. Rồi cái đầu argo này có khi xe vừa, có khi không nha. Đầu argo này argo 10 ly quá, xe vừa vừa. Argo 10 ly này xe không đa của chúng ta vừa, có chiếc vừa không thì đóng argo lớn. Không này vừa luôn. Cái này là đầu ghim nhá, trong xe cả ga. Anh em hay lấy hai cái này bao anh em chở 300 kg luôn ha. Bao với anh em chở 300 kg hai hộp quy sành luôn. Từ chở cám, chở cám, chở cá, chở kho, chở dạo, chở phân này đó, nó rất là cứng, nó cứng dữ dằn lắm. Một cây phục quy sành mà có thể là tống 3 người được đó, mà không chỉ là hai cây nó chập đôi lại ha, thì nó chở rất là tốt. Hiện giờ cái này em chỉ còn có 4 cây hay là 6 cây giờ, không có được nhiều ha, hình như 6 cây hay giờ đó. Thì anh em chở đồ người ta rất là mua, mua nhiều lắm. Đồ ghim chưa có chạy mà để lâu thì nó hơi dập dập, mới muốn mấy cái này 29 giờ này nè, hay hơi nè, đâu sao đâu nè. Cái này còn đẹp đó, ghim chón hết nha bà con ha. 360 ngàn một cây, chưa có tiền ship nha. Người ta mua xài rất là nhiều, người ta chở đồ nó rất là ok luôn á.
mà hiện giờ còn màu đen không à, hết trơn màu đỏ rồi. Rồi cú đời game 125, cú đời game 125 chưa có còn game chón, chưa có rửa nước lạnh, chưa rửa xà bông gì hết ha. Gắn lên đây dòng xe quay S 125 full 2, full neo, full X, rồi full mập, full LED luôn nha. Nói chung là dòng 125 là xe vừa. Cú đề game 125 đẹp như vậy. Nó game chón, ba anh em xài chở 15 năm mới hư nha. Giờ bả này chữ này còn luôn ha. Ba anh em xài 15 năm mới hư thì nè, game chón chưa chạm nha. Than đời riêng hết. Dài là chúng ta chỉ bắt vô thôi, thì là full 2, full neo, full X, full mập, full LED là chúng ta chỉ bắt vô thôi, chúng ta không có làm gì nữa chứ á. Gắn hai gắt này là bắt vô là xài thôi, là 750.000 ha. Cụ đời đẹp, bao sống, nếu ở chết là trả đủ tiền bà con. Ở đây em còn mấy cục IC VIP nè, hôm giờ em bán nhiều IC với cục sạc VIP á, thì bán nói chung anh em xài quá trời em. Thì nó lên full neo, full 2 á với qua alpha 110 á, là cái dòng IC lửa bình nha. IC lửa bình đó. Hàng green thì hoàn toàn em không có rửa nước lạnh luôn. Tại nó gần rất là mới, không rửa luôn á. Nè, cái đồ nào nó cũng còn mới chóc chân. K37 đời 22. K37 đời 22. Em lựa đồ về 22 cho 1.6 111F ha, 141F 1.6. CI 767A. Đó. Đời 22. Thì cái lửa của em á là xài nước cốt không à, còn thí dụ mà full 2, full neo, full X của mấy anh á. Full X sân cơ nha, full 2, full neo. GT neo kim á. Làm mấy xe của mấy anh là hết nước cốt rồi, mấy anh còn nước dảo không, mấy anh mười mấy năm mà còn gì nữa. Thì mấy anh xài tua máy đi xa nó sẽ bị xào, đúng không? Mình đưa IC này vô, quá trời whip mà mới đây mà. Thì cái tua máy người ta không xào, người ta sẽ ít hao xăng, chạy mạnh giọt giống như xe mới. Đây là cục sạc, cái IC thì 700.000 nha bà con ha, IC này cũng đẹp hết, toàn bộ ha. Toàn bộ IC này cũng đẹp hết, whip không em lựa mà. Nè 700.000 cục IC nha. Còn đây là cục sạc của game 125 Thái Lan. Thì anh em vô full 2, full neo, full 2, full neo, full X, full 125G, 125. Nói chung là full mập rồi đó. Nói chung là cái dòng xe nào 125 mới chịu nổi nha, 110 là nó sẽ bị đứt bóng á. Nè bao bẹp luôn. Đồ là lựa là nhựa trong veo vậy ha. Bao bền khỏi bàn đó. Hoàn toàn không có rửa nước lạnh, nước gì hết trơn. Là rin chón. 450.000 một cục sạc nha bà con ha. Cục sạc giá nó hơi cao nhưng mà đồ thì bao tốt. Hàng Gin, bây giờ hàng của hãng mình á, nó quay leo nó bị đứt à. Lại quay bị đứt à. Là hàng của hãng mình á thì nó, mấy anh em nhớ vô dòng xe 125 nha. 110 đứt bóng đèn. Nói chung vậy đi. Từ khi mình xài bóng đèn 32 đến 35W thì nó không đứt. Quay alpha mình xài bóng đèn 32 35W á, bóng đèn ở Tân Lan nó bán á thì nó không đứt. Còn bóng đèn 18W đứt nha. Nhớ 18W đứt nha, 32 35 không đứt. Vô qua nhỏ rồi này thì xài 32 và 35. 400.000 một cục sạc. Đó thì anh em đưa cục sạc Gin. Ở trong xe cả ga mà, Gin. Thì ở đây có 6 cục à. Gin thì xài nó tốt, lỡ ok. Đó. Thì quan trọng là mấy chú kia người ta tìm đồ Gin người ta xài. Thì bên đây thì có cái đầu ghẻ cho bà con xài ha. Đó. Đây là cản ZX, cản mới nha ha. Cản mới thì có 280.000 một cây, chưa có tiền ship. Thì mấy cái món ở đây em bán không có bao ship nha ha. Nè. Cản ZX nè, cái tay dắt này vô 110 là 201 được nè. Từ alpha lốc trắng, lốc đen 110, 99, 2001. Rồi ZX, alpha cộng, alpha lốc trắng, lốc đen. Qua Trung Quốc Majesty rồi đó. Thì vô cái cản này được hết trơn nha bà con ha. Đó, cản ZX, tay dắt da hộp. Hàng mới 280.000 chưa có tiền ship nha. Cái giá này dễ xài nha. Bố HKB. Bố thắng HKB, bánh trước và bánh sau xài chung. Made in Thái Lan nha, có hai cái lò xo. Có cái tem chống hàng giả, bao đúng đầu thái cho bà con ha, tem chống hàng giả. Này, bố model Honda. Bố HKB, bao em nha. Made in Thái Lan nha. Cái vỏ nó hơi bị cũ, hôm bữa bị mưa đó, bị nước mưa đó, thì cái vỏ nó ấy, nhưng mà bố này nó không có bị hư. Thì 80.000 một cặp bố và hai cái lò xo. Bố thắng trước và thắng sau xài chung, bố và hai cái lò xo Gin. Đó. Thì bố của HKB. Nè, Made in Thái Lan nha, bao em luôn.
cái bố của em thay xài, mấy anh xài đây là cái độ thắng mà nó sẽ lì xuống, nó không có bị giật bực bực á. Khi chúng ta bóp thắng á, nó sẽ lì xuống, đắng lì ăn lì xuống rất là êm, chứ không phải là bực 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 ha. Thì nước vô sẽ giảm cái độ kêu két két luôn, giảm tối đa luôn đó, rất là êm. Bố nhám HKB, bố của Thái Lan, đây Made in Thái Lan ha, HKB có hai loại xoài, 80.000 một cặp, chưa có tiền ship nha bà con ha, cái giá này dễ xài lắm. Bây giờ cái bánh trước bánh sau mình mua có hai cặp có 160 à, mà mình về mình để vô xài nó êm, thắng nó êm, an toàn ha, nó không có bị dính bực bực á, không bị kêu ss á. Đây là càng mít Camacon á, càng có hãng mít Camacon, càng Thái Lan nha, càng mới của hãng nè, đồ Thái anh em ha. Đây càng mít Camacon Made in Thái Lan nha bà con ha. Đây Made in Thái Lan nha, càng mặt trắng, giá 100.000 một cây thôi nè. Kinko Thái Lan ha. Hai 100.000 một cây chưa tiền ship nha, cái này là số lượng có nhiều nha bà con ha, số lượng có nhiều, xài cũng rất là êm đó. Thì ai thích cái nào thì mình mua cái đó, mình thích đầu ghim trong xe cả ga thì mình mua cái loại 400.000, không thích thì mình lo cái loại 100.000 này đó. Giờ mình xài cho nó êm hơn cái đầu ở đây. Thời clip sau là Vũ sẽ quay làm bích tông nó, cái hàng này là hàng độc thì clip sau sẽ quay riêng. Làm bích tông, đây là cùi dĩa cọp 500.000 cái nha, cùi dĩa ghim 125 hàng VIP cọp 500.000 cái rất là mới, có gắm chỉ và cục canh ở trên không, bao bền khỏi bàn luôn. Cái bạc đạn cùi dĩa anh em chạy nó không có kêu bực bực đâu, nó rất là tốt. Đưa vào dòng quay lớn từ GS 2.6 nó lên 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 và tới đời 22 là sử dụng cái cùi dĩa này chung. Từ quay y, full mọc, full led, full neo, full 2 đó, quay alpha lắp chất, quay alpha bụng, quay A đó, quay GS, quay GS X đó, là xài chung cái phần cùi dĩa này. 500.000 một cái cùi dĩa ghim ở trong xe cả ga, hàng VIP có ống chỉ và bạc đạn cùi dĩa luôn, và cục canh luôn, 4 con ốc luôn, 500.000 chưa có tiền ship nha ha. Hàng rất là mới, cái nào cũng vậy hết đó. Rồi đây là lòng ghim 125 này, chút xíu em sẽ quay kỹ báo giá và báo đề cho bà con ha. Nè, lúc cái người ta tháo ra là đời 2021 nè ha. Lòng bích tông bạc ghim vô full 2, full neo đó, full X, quay 125, đây là 2021 đó nè ha, hoàn toàn là chưa có rửa. Đây là 2018 nè đó, lòng bích tông bạc ghim rất là êm, là 2018 nè. Nước nhôm còn mới chốc không, có lòng 21 nữa và vỏ đầu 21 nữa. Dên ghim 125 đó, 2.3 một cây dên nè, dên nó tăng đa ghim cọp chốn, còn dên nó tăng đa hết, lòng cũng có tăng đa hết chưa sấy. Thì cái này anh em ta kiếm như lắm, dên thì 2.3 một cây rồi đó, dên trắng phiếu đẹp, còn lòng thì 2.3, 2.7 rồi 3.000 tùy theo đời. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi cái clip của em, xin chào và hẹn gặp lại.